Vâng. Em có đẹp trai mà anh bận gì? Xin chào anh Mr. Hùng, nghe nói anh rất đẹp trai. Hôm nay mới được chào anh. Nghe nói anh là tán được rất nhiều gái. Vâng, anh xin kể về những lịch sử mạnh của anh xem nào. Sao anh biết? Cái điều đấy là điều hiển nhiên mà. Tôi thì cũng có tài tán gái từ bé. Năm lúc mầm non mẫu giáo thì tôi cũng tán được khoảng 4 năm, đã tán được khoảng 10 em. Thì cấp 2 thì được 20 em. Vâng, nhưng mà... Lên cấp 3 thì được 6-70 em. Khả năng bây giờ phải đến 1.000 người rồi, được chung người này. Còn 1.500. Ồ, là tốt. Tôi không phục ảnh lắm. Đấy là một công phục, đó là tài liệu tôi mà. Vâng. Thế còn cái câu gì mà lúc nãy anh nói nhỉ? Cái độ đẹp trai hay gì đấy nhỉ? Ôi, độ đẹp trai thì tôi phải nói là tôi đẹp trai xuất sắc rồi. Ít người đẹp trai bằng tôi. Cái điều đấy thì tôi cũng biết rồi, nhưng mà... Sinh ra tôi đã mồm đẹp, mắt đẹp, tóc đẹp. Và lông mày, lông mi cái gì cũng thật mê ly. Các bạn thì cũng nói chung là... Sau khi đội được sự đẹp trai của tôi thì các bạn cũng phải chê. Vâng, chúc mừng anh một lần nữa. Bởi vì tôi quá đẹp trai. Hôm nay chúng tôi đến với đây với chương trình là xem anh đẹp trai phong độ thế nào. À vâng, chủ yếu là quay độ đẹp trai chính. Vâng, anh rất đẹp trai, giờ tôi mới biết. Vâng, rất khâm phục anh. Chúc mừng anh, tất cuộc thi vâng, V-Meet Idol. V-Meet Idol. Anh là một trong những tài năng trẻ của thế giới. Tất cả mọi anh. Vâng. Anh rất bà lò. Rất xin tin luôn. Vâng. Anh là một bình luận viên xuất sắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đào tạo anh từ Osama Bin Laden. Một trong những nơi mà phải nói là... Một trong những tên cướp hàng đầu thế giới. Chiến sự liên miên. Súng đạn chết như chơi. Vâng. Vâng, anh rất giỏi. Vâng. Cảm ơn anh đã đào tạo tôi. Vâng. Vâng.